Tiểu sử Lã Thanh Huyền, từ diễn viên quen mặt đến cuộc sống giàu sang bên chồng đại gia hơn 12 tuổi. Lã Thanh Huyền là diễn viên người gốc Bắc. Cô được mọi người biết đến nhiều hơn qua vai diễn Lam trong Zipper, Mù Tạt và Em. Lã Thanh Huyền sinh ngày 10 tháng 11 năm 1985 tại Hà Nội. Cô tốt nghiệp trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội. Ngoài nghề diễn viên, Lã Thanh Huyền còn là MC, người mẫu và doanh nhân. Cô sinh ra trong một gia đình khá giả. Bố mẹ đều là những doanh nhân thành đạt ở Hà Nội. Lã Thanh Huyền bắt đầu nổi tiếng từ khi giành ngôi vị quán quân cuộc thi truyền hình thực tế Phụ nữ thế kỷ 21 năm 2006. Danh hiệu này vừa là bước đệm, vừa là lực đẩy giúp cô được mời đóng nhiều vai diễn chính trong các bộ phim truyền hình. Sau này, cô được khán giả yêu mến với vai diễn gây ấn tượng với vai Lam trong Zippo, Mù Tạt và Em. Bộ phim này giúp nữ diễn viên nhận được giải nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất tại Cánh Diều Vàng, đặc biệt với vai diễn Tuệ Lâm trong bộ phim truyền hình Tình yêu và Tham vọng đang phát sóng trên kênh VTV3. Nữ diễn viên đã tạo được nhiều cảm xúc và sự yêu mến từ khán giả, đánh dấu sự trở lại của cô sau một thời gian dài vắng bóng. Cuộc đời sự nghiệp của diễn viên Lã Thanh Huyền. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Lã Thanh Huyền đã theo học tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội và hướng theo con đường diễn viên khá sớm. Khi còn là diễn viên, Lã Thanh Huyền đã nhận vai trong bộ phim Hoa Xuyến Chi của cố đạo diễn Nguyễn Hữu Luyện. Trong phim, cô vào vai Lán, một cô gái trẻ ở miền Trung Du, Phú Thọ và đã có một mối tình ngây thơ với Hân, chàng trai bị mồ côi cha do chiến tranh Trung Mỹ. Đây chính là vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp nghệ thuật của Lã Thanh Huyền. Năm 2006, Lã Thanh Huyền đoạt danh hiệu Người đẹp phụ nữ thế kỷ 21 mùa đầu tiên. Đây là một chương trình truyền hình thực tế đi tìm hình ảnh người phụ nữ hiện đại, năng động, giỏi việc nước, đảm việc nhà của thế kỷ 21. Sau đó, cô được mời đóng nhiều vai diễn chính trong các bộ phim truyền hình Thiên thần bé nhỏ, Mùa tôm hùm, Hoa xuyến chi, Cô dâu Việt. Năm sau, Lã Thanh Huyền lại tiếp tục tham gia chương trình Người đẹp phụ nữ thế kỷ 21, nhưng với vai trò là người dẫn chương trình. Năm 2009, Lã Thanh Huyền nhận được vai diễn trong bộ phim Thái sư Trần Thủ Độ, lúc này cô chỉ mới 20 tuổi và diễn xuất còn quá non nớt. Với các phần đoạn quay, cô cảm thấy mệt mỏi và hoang mang. Nhưng với sự nhiệt huyết của một cô gái đôi mươi, nữ diễn viên đã vượt qua tất cả những mệt mỏi, những căng thẳng tâm lý để có thể hoàn thành tốt vai diễn của mình. Mãi đến năm 2013 thì bộ phim mới được công chiếu, nhưng bộ phim đã thành công ngoài mong đợi và điều này đã giúp Lã Thanh Huyền bắt đầu được giới chuyên môn ghi nhận. Vắng bóng sau một thời gian, năm 2015, Lã Thanh Huyền nhận được vai diễn mới trong bộ phim Người trở về của đạo diễn Đặng Thái Huyền. Vai diễn Mây trong bộ phim này đã đánh dấu sự trở lại gây ấn tượng mạnh của cô sau một thời gian vắng bóng. Nữ diễn viên đã lột xác từ những vai thiếu nữ hiền lành, nhẹ nhàng trong các bộ phim truyền hình trước đó để trở thành một người phụ nữ khắc khoải với bao đau đớn số phận. Tiếp theo đó, Lã Thanh Huyền tiếp tục nhận vai diễn trong Zippo, Mù Tạt và Em. Phim bắt đầu được phát sóng trên kênh VTV3 từ cuối tháng 6 năm 2016 và đã tạo được khá nhiều dấu ấn với khán giả qua màn ảnh nhỏ. Năm 2017, nữ diễn viên lần đầu tiên đoạt giải Cánh Diều Vàng ở hạng mục nữ diễn viên chính phim truyền hình xuất sắc nhất nhờ vai Lam trong Zippo, Mù Tạt và Em. Sau thành công cùng Zippo, Mù Tạt và Em, Lã Thanh Huyền tạm rời xa nghiệp diễn xuất để chuyên tâm vào công việc kinh doanh của mình. Sau 4 năm quay trở lại đóng phim, Lã Thanh Huyền xuất hiện trong bộ phim truyền hình mới đang được phát sóng trên kênh truyền hình VTV3 có tên Tình yêu và Tham vọng. Ở vai diễn này, cô được đánh giá cao về vai diễn thành công và được nhiều khán giả khen ngợi về trang phục. Năm 2020, Thanh Huyền trở lại màn ảnh nhỏ sau 4 năm vắng bóng bằng vai diễn Tuệ Lâm trong Tình yêu và Tham vọng của đạo diễn Bùi Tiến Huy. Điểm khác trong lần trở lại này là Người đẹp họ Lã vốn dĩ đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Với những vai diễn dịu dàng, hiền lành, nhưng nay cô đã lột xác thành một Tuệ Lâm mạnh mẽ, quyết đoán và không kém phần thủ đoạn. Một nhân vật đa diện, vừa thiện vừa ác, vừa đáng thương vừa đáng ghét. Cuộc sống giàu sang của Lã Thanh Huyền và gia đình nhỏ sau màn ảnh. Lã Thanh Huyền kết hôn khi cô đang là một diễn viên đắt show.
Chồng của cô là một doanh nhân hơn cô 12 tuổi. Sau khi sinh con, cô gần như rút lui khỏi lĩnh vực nghệ thuật để dồn toàn bộ thời gian cho gia đình. Lã Thanh Huyền từng chia sẻ cô cảm thấy may mắn khi kết hôn với người đàn ông lớn tuổi. Chồng luôn là người chủ động giải quyết mọi chuyện nếu vợ chồng có xảy ra bất đồng. Hơn nữa, chồng cô rất hiểu công việc của mình và ủng hộ vì biết rằng cô rất đam mê nghệ thuật. Cuộc sống giàu sang của Lã Thanh Huyền và gia đình nhỏ sau màn ảnh. Lã Thanh Huyền kết hôn khi cô đang là một diễn viên đắt xô. Chồng của cô là một doanh nhân hơn cô 12 tuổi. Không những là người luôn biết nhường nhịn vợ, ông xã còn thường xuyên tặng vợ những món quà đắt tiền khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Khi chuẩn bị sinh thì bất ngờ cô được chồng mua tặng cho chiếc xe sang 4 tỷ để nữ diễn viên đi lại dễ dàng hơn. Để hâm nóng tình yêu, hai vợ chồng đã trốn con đi tuần trăng mật tại châu Âu. Sau khi kết thúc quay Tình Yêu và Tham Vọng, Lã Thanh Huyền đã ngay lập tức xả hơi bằng chuyến du lịch cùng gia đình nhỏ. Yêu thương vợ con hết lòng, chồng Lã Thanh Huyền cũng tích cực động viên vợ dành thời gian cho nghệ thuật nhiều hơn. Nữ diễn viên còn khiến bạn bè, đồng nghiệp và không ít người ghen tị khi khoe quà khủng chồng cô tặng dịp Valentine. Đó là chiếc khuyên tai bọc vàng, sành điệu và trang sức đi kèm có giá trị hơn 1 tỷ đồng đã giúp Lã Thanh Huyền trở nên sang trọng, quý phái. Ngoài việc đóng phim còn làm việc về mảng kinh doanh, cô là tổng giám đốc một công ty, quản lý một chuỗi siêu thị. Hiện Lã Thanh Huyền sống cùng chồng và con trai trong biệt thự hạng sang trong khu nhà ở cao cấp bậc nhất Hà Nội.